Âm giả thư ốc chương 1349, kiếm cơm, kiếm cơm một. Nhân vật chính là một tiểu ca giao hàng tận nơi. Quay video về chuyện ngoài lề trong việc giao hàng tận nơi. Buổi trưa hôm nay chạy 26 đơn, kiếm hơn 200, bận rộn đến bây giờ mới ăn cơm, khi đói bụng, ăn thứ gì cũng đều rất thơm. Tôi tin tưởng thông qua sự cố gắng của bản thân, càng cố gắng càng may mắn. Cố gắng lên. Luật sư An đặt ly cà phê xuống cảm khái nói Đây mới là ý nghĩa của cuộc sống nha Lão Trương, anh thế nhưng ngàn vạn lần đừng học theo ông chủ đấy Người với người nha là không giống nhau Có người sinh ra là đã ngậm chìa khóa vàng Còn có người dứt khoát hơn Vừa sinh ra thì chính bản thân đã là vàng rồng Lão Trương gật đầu một cái Tiếp tục soát tiếp tóc này Câu nói càng cố gắng càng may mắn Cố gắng lên kia Không ngừng lặp đi lặp lại bên trong điện thoại luật sư An liếc mắt, lười để ý đến anh ấy nữa. Lúc này, tiểu hầu tử mang theo túi sách nhỏ của mình ở sau lưng, đứng ở cửa phòng bếp kêu chíp chíp chi. Hứa thanh lãng đi ra khỏi phòng bếp, đưa tay sờ đầu của tiểu hầu tử một cái, nói. Bây giờ lão đạo còn chưa tỉnh, không ăn được gì cả, chờ ông ta tỉnh, tao lại nấu một nồi canh cho mày mang qua, có được hay không? Tiểu hầu tử gật đầu một cái. Lấy ra một hộp giữ ấm từ trong túi sách nhỏ lặng lẽ ngồi vào trên quầy ba lão đạo cứ hôn mê ngay cả tiểu hầu tử mà ngày thường hoạt bát nhất cũng mất đi sức sống luật sư an phất phất tay nói hầu tử đến đây nào tiểu hầu tử ngẩng đầu lên nhảy xuống từ trên quầy ba đi tới trước mặt luật sư an luật sư an ôm tiểu hầu tử nói đừng hoảng lão đạo không có chuyện gì đâu chúng ta cũng không thể nào để cho ông ta xảy ra chuyện gì cả có lẽ ngày mai chúng ta lại phải đi rồi đến lúc đó chuyện trong tiệm sách mày yên tâm anh trai nhỏ của mày sẽ lo liệu tốt hết mọi chuyện tiểu hầu tử có chút bất mãn mà nhìn luật sư an vốn dĩ trong lúc quyết định số người phải đi tiểu hầu tử là người được ở lại lão đạo còn đang hôn mê ở trên giường bệnh tiểu hầu tử đi chăm sóc là chuyện không thể thích hợp hơn được nữa nhưng luật sư an vẫn kiên trì muốn tiểu hầu tử cùng đi sau cùng thì châu trạch cũng đồng ý mà đứng ở trên lập trường tiểu hầu tử, nó thật sự không muốn tách khỏi lão đạo, chớ nói chi hiện tại bên cạnh lão đạo còn thiếu người chăm sóc. Tuy nói tiểu lô ly và thằng bé trai được để lại để trông coi tiệm, nhưng bọn họ lại phải lo liệu chuyện trong tiệm, lại phải nhìn chầm chầm con rùa lớn cùng với Deadpool đang ở trong hố ở phía sau. Lại còn phải yêu đương. Vậy thì còn có bao nhiêu tâm tư có thể đặt ở trên người lão đạo cơ chứ? Mày không đi không được, yên tâm đi, lần này chẳng qua là lão đạo phải chịu chút kinh sợ mà thôi không có vấn đề gì lớn nhưng mày cũng biết ông ta mắc phải bệnh nan y hơn nữa vấn đề mà ông ta phải đối mặt còn không chỉ là bệnh nan y đơn giản như vậy chuyến đi tới đông bắc lần này của chúng ta chính là vì để tìm biện pháp giải quyết vấn đề kia của ông ta cho nên mày cũng cần phải cố gắng có hiểu không tiểu hầu tử dùng sức gật đầu ừ không tệ phải nhớ một điểm chúng ta đều là người một nhà đặt tiểu hầu tử xuống tiểu hầu tử đi ra khỏi tiệm sách đại khái là biết rõ ngày mai phải đi rồi dự định tối nay ở với lão đạo thêm một chút nói thật ra có lúc thực sự không thể không than thở nuôi một đứa con gái hoặc là con trai đôi khi thực sự không bằng nuôi một con thú mà lý do nhất định phải mang tiểu hầu tử cùng đi đông bắc luật sư an cũng muốn xem thử có thể dùng một chút quan hệ giữa kỹ với nhau để gọi lão hầu tử trong rừng già đông bắc kia ra hỗ trợ một chút được không? Có một đại yêu siêu cấp như vậy ra tay. Chuyến đi đến đông bắc lần này, hẳn là sẽ không có chuyện gì rồi. Vốn dĩ, anh ta muốn mang lão đạo theo, nhưng cái dáng vẻ này của lão đạo cũng không thích hợp mang đi ra ngoài, chỉ có thể mang theo tiểu hầu tử, hy vọng đối phương không xem mặt tăng cũng nể mặt khỉ. Càng cố gắng càng may mắn, cố gắng lên. Ở bên kia, lão trương vẫn còn đang soát cái tiết tóc kia luật sư an xoa xoa lỗ tai của mình vừa vặn lúc này nhìn thấy hứa thanh lãng bưng thức ăn đi ra bắt đầu sắp xếp bàn ăn rồi luật sư an lập tức đứng lên vỗ tay nói được rồi lão trương đóng video của anh lại đi dọn cơm ai biết được lão trương vốn là một người cực kỳ thích cọ cơm vào lúc này lại không có động tĩnh gì còn tiếp tục địa đang xem video. Này, uống chút canh gà là được rồi, đừng thực sự rơi vào ma chướng. Luật sư An đi tới bên cạnh Lão Trương, đưa tay vỗ vả vai Lão Trương một cái. Anh ta đã biết, Lão Trương là một người cùng công việc, nhưng gần đây chuyện nhiều, lúc trước đến Dương Châu, lần này lại phải đi Đông Bắc, làm cho Lão Trương vẫn luôn xin nghỉ phép với bên cục cảnh sát, có lẽ trong lòng thực sự rất quất tức đi nhưng lão trương cũng không có lý do phản đối càng không tư cách nói không đi dù sao cái mạng này của anh ấy anh ấy còn có cơ hội có thể tiếp tục làm cảnh sát như thế này nói trắng ra là vẫn là do châu trạch cho là tiệm sách ban cho tiệm sách có chuyện gì cần đến anh ấy đúng là không có lý do để lắc đầu nếu không nếu anh thực sự không muốn đi mà nói theo tôi thì nên nói với ông chủ một chút nếu như có thể mời được vị lão hầu tử kia ra tay lão trương có đi hay không thực sự không có gì khác biệt cả. Lão Trương lắc đầu một cái. Tiếp tục xem video. Càng cố gắng, càng may mắn. Mặc dù tiểu ca giao hàng ở trong clip đã mở làm đẹp, nhưng vẫn có thể cho người ta một loại cảm giác chất phát như một người bình thường, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác tràn đầy hy vọng và hăng hái đối với cuộc sống và sự nghiệp. Ăn cơm thôi nào. Hứa Thanh lãng gọi. Ở phía bên kia. Châu Trạch cũng đã cùng đi xuống với banh oanh. Bữa tối đã chuẩn bị xong rất nhiều món, rất phong phú. Luật sư An cũng không khách khí, ngồi xuống, nhận lấy rượu bỉ ngạn hoa từ chỗ của banh oanh, nhấp một ngụm, sau đó, trong tay cầm lấy phần rượu đã chuẩn bị cho Lão Trương, xoay người, gọi. Lão Trương, còn đang càng cố gắng càng may mắn à. Ăn cơm nào. Lão Trương gật đầu một cái. Đứng lên. Đi tới bên bàn cơm, ngồi xuống nhưng trong tay vẫn cầm điện thoại di động như trước vừa uống rượu bỉ ngạn hoa vừa tiếp tục xem cái video kia còn đang không ngừng nhấn thả tim đây là đã sắp trở thành phan cứng rồi châu trạch nhận lấy chén cơm vừa được xới từ chỗ của oanh oanh có chút hiếu kỳ mà nhìn về phía luật sư an đây là đang xem cái gì lại say mê như vậy xem canh gà chứ gì nữa hai ngày nay đoạn video này rất hot đó tôi cũng đã xem rồi Ông chủ. Anh Oanh vừa nói vừa lấy điện thoại di động của mình ra. Tìm một chút, rất nhanh thì đã tìm được, đặt ở trên mặt bàn nhấn vào nút phát. Buổi trưa hôm nay chạy được 26 đơn, kiếm hơn 200, bận rộn đến bây giờ mới ăn cơm, khi đói bụng, ăn cái gì cũng đều rất thơm. Tôi tin tưởng tôi bằng sự cố gắng của bản thân, càng cố gắng càng may mắn. Cố gắng lên. Ha ha. Trước khi ăn cơm mà xem cái này còn có thể tạo được hiệu quả tăng thêm cảm giác thèm ăn nữa đấy." Châu Trạch cười một tiếng, đưa tay gắp món ăn bỏ vào trong miệng từ từ nhai kỹ. "Hi hi, đúng rồi, hay là lão Trương ở bên ngoài bị đói quá lâu rồi, cho nên trước khi ăn cơm còn muốn chuẩn bị tăng thêm cảm giác thèm ăn sao?" Xem đến liều mạng, "Này, lão Trương, được rồi nha, kiếm cơm, kiếm cơm, ngoan nào, ăn miếng cơm đi." luật sư an dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng vào lão trương lão trương thở vào nhẹ nhõm một hơi cuối cùng cũng đóng video lại lúc này mới ngoan chứ xem một hai lần là được rồi đừng cứ soát mãi như vậy phải phân biệt rõ thực tế và thế giới ảo chứ luật sư an kẹp một cái đùi gà đặt ở trong bát cơm của lão trương ăn đi ăn đùi gà đi nào nói xong luật sư an cũng gấp một cái vào trong bát của mình dạo này vẫn luôn chạy ở bên ngoài ngày mai lại phải tiếp tục chạy ra ngoài phải ăn đùi gà để bồi bổ lão trương gật đầu một cái nhưng không vội vã ăn mà là lại cầm điện thoại di động lên gọi đến một dãy số alo là tiểu triệu sao ừ ừ thân thể tôi không có chuyện gì nhưng vẫn là phải tiếp tục xin nghỉ thêm một đoạn thời gian trong thời gian ngắn không thể nào quay lại công việc được cậu giúp tôi trông nom những chuyên trong tổ nhé Ngoài ra, tôi vừa mới gửi cho cậu cái clip kia, cậu đã xem chưa? Xem được rồi sao? Vậy thì đi bắt người đi. Nhân viên giao hàng tận nơi ở trong video kia hẳn là nghi phạm đã lẫn trốn trong vụ án bắt cóc 8 năm trước. Luật sư An Sau khi xem xong buổi công chiếu phim Avenger 4 xong, đi ra từ rạp chiếu phim. Đã là hơn 3 giờ sáng. Phim này thật lâu, hẳn là 3 tiếng đi, xem đến mệt chết tôi rồi luật sư An vừa châm thuốc vừa cảm thán. Đúng vậy, nhất là phần nội dung cốt truyện này cũng không tệ lắm. Ừ, ngược lại giết thời gian được là được rồi. Không biết là người nào nói, đợi sau khi trở lại, mời tôi ngủ một giấc thật ngon. Không còn cách nào nữa, con trai lớn rồi, không quản được nữa rồi, tối nay đoán chừng thật sự là ở nhà Lão Vương rồi, Lão Vương kia cũng thật là, một người hiểu biết tin tưởng như vậy, lại không nhìn ra sâu cạn của đứa bé kia sao lại còn thật sự chứa anh ta ở trong nhà hiếm có lúc hồ đồ lời hình dung này của anh hơi cường điệu quá rồi ngày mai lại phải lên đường đến đông bắc nữa sao đúng vậy lại phải đi rồi bất kể như thế nào lão đạo cũng không thể chết được nếu như ông ta chết thì tương lai của tôi và anh cũng coi như xong rồi là anh không phải tôi anh còn chưa sống được lâu bằng tôi đâu mặc dù tôi đã bị tước đoạt văn tự xuất thân nhưng mối quan hệ trước kia vẫn còn đó, trước khi xuống thì chuẩn bị một chút, ngược lại có thể một mắt nhắm một mắt mở với tôi. Ngài thì sao? Đây là hết nhảy bên trung rồi lại nhảy bên phản. Anh cho là âm ti sẽ bỏ qua cho anh. Không cần quan trọng gì cả, không thẹn với lương tâm là được rồi. Đây chính là chỗ khiến cho người khác khó chịu nhất ở anh, đàng hoàng leo lên, đến vị trí cao, mới có khả năng đi thực hiện giấc mộng của mình hơn, đúng không? Lúc trước, rất nhiều đại gian thần đều muốn như vậy, tiểu ung lúc còn trẻ còn đã từng ám sát các đại thần của mãn thanh, sau đó thì sao? ts ung tinh vệ, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, chế độ Nam Kinh, 1940-1945, ông có mối liên hệ chặt chẽ với công Trung Sơn và được chú ý vì những bất đồng với đặc cấp thượng tướng tưởng giới thạch và việc ông đứng đầu chính phủ cộng tác với người Nhật tại Nam Kinh. Vì tham gia chính phủ thân Nhật, Quân thường bị gọi là Hán Giang và tên của ông tại Trung Quốc trở thành một thuật ngữ dùng để ám chỉ kẻ phản bội. Anh so sánh tiểu ôn với tôi. Gần như vậy đi, ngược lại bây giờ cũng đang làm chuyện như vậy rồi. Anh nói như vậy, hình như cũng có chút đạo lý. Luật sư An Ông canh thần đi trở về. Trạp chiếu phim ở ngay đầu đường Nam Phố, cách tiệm sách thực sự không xa. Ngược lại không có thằng bé trai ở đây, hai người cũng không ngủ được còn không bằng đi ra tham gia náo nhiệt xem chút phim điện ảnh, dù sao tối nay cũng có rất nhiều người tham gia náo nhiệt. Long mạch, có dễ tìm không? Canh thần hỏi. Anh ta tinh thông trận pháp, mà trận pháp chỉ là một loại tên gọi, thật ra thì chính là phong thủy. Chẳng qua chỉ là, trận pháp là thông qua thay đổi bố trí trong một khu vực nhỏ đã xác định trước để tạo nên hiệu quả mà người bày trận mong muốn. Mà phong thủy thì lớn hơn. Sơn làm mối. Xong làm dẫn biển là đế lấy thiên địa làm cờ đây mới thật sự là phương pháp của thiên địa cũng là trận pháp cấp độ cao nhất của thế gian long mạch chính là một sự tồn tại cụ thể ngưng tụ khí vận từ trận pháp dương gian thường có người nói ai đó ai đó rồi lại ai đó làm hoàng đế là bởi vì kẻ đó có được long mạch đó là nói lung tung rồi thứ như long mạch này sao phàm phu tục tử có thể nắm giữ được nhưng nếu như bạn muốn nói đến một ít tác dụng phù hộ vậy thì vẫn không thành vấn đề một sợi lông tơ rớt từ trên lông mạch cũng đều thô hơn eo của khí vận trên người đám thiên chi kiêu tử kia đúng vậy phải tìm được anh có biết không người của âm ty chúng ta tự tiện đi đụng chạm một ít gì đó thông thường sẽ phải gánh chịu sự cắn trả cực kỳ đáng sợ đây cũng chính là nguyên nhân mà quỷ quái của âm ty sẽ rất ít khi đụng chạm vào những chuyện lớn thật sự của dương gian âm dương có quy tắc của riêng mình. Nếu như hoàn toàn buông bỏ, lấy năng lực của những sinh vật ở âm ti kia, trực tiếp khống chế chính trị ở dương gian cũng không phải việc gì khó. Nhưng thật đúng là không ai dám làm như vậy, làm như thế đơn thuần chính là chán sống. Cửa cục cảnh sát đều có giải trải hộ pháp. Có lẽ trên đỉnh đầu của những trưởng thôn nhỏ kia đều tỏa sáng hết đấy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tóm lại là sẽ có biện pháp. Nếu như chuyện này là do Doanh Câu nói, như vậy nhất định là Doanh Câu đã có biện pháp của mình. Sau khi lấy được long mạch thì làm sao đây? Anh muốn sau đó là dáng vẻ gì? Tôi không biết, nhưng nghe nói, hình như địa ngục lại xảy ra chuyện gì đó rồi, bên chỗ tôi đã mấy ngày rồi không nhận được tin tức. Như thế, xem ra là thật sự đã xảy ra chuyện không nhỏ. Nhưng không cần quan tâm gì cả. Càng ra sức ở chỗ này của tôi đi mặc kệ lúc này bọn họ đang ầm ĩ như thế nào đi. Đãi Tòng Đầu, thu thập cựu Sơn Hà, Triều Thiên Khuyết. TS dịch nghĩa, rồi đây dành lại cả giang sơn, về chầu cửa khuyết cửa Triều. Anh hát bài ca này, luôn có cảm giác là lạ. Đừng phá hư không khí chứ. Tôi lại nghĩ tới vị đại đầu lĩnh kia của đội chấp pháp, cũng không biết được rốt cuộc là anh ta còn sống hay đã chết. Vị đại đầu lĩnh kia của đội chấp pháp, có thể gọi là nhạc phi phiên bản âm ti rồi thực lực mạnh ngày xưa đội khi đội chấp pháp còn cường thịnh chiến lực dưới quyền anh ta thực sự không kém những điện diêm la kia đâu hơn nữa thực lực của bản thân anh ta cũng rất kinh người được tôn là người lợi hại nhất chỉ dưới thập điện diêm la nhưng chỉ vì quá ngây thơ trong chính trị ở khắp nơi kêu gào muốn tìm phủ quân đời cuối cùng về lại vị trí cũ để cho âm ty khôi phục lại trật tự lần nữa cuối cùng khiến cho vị địa tàng vương Bồ Tát, người luôn bày ra dáng vẻ thanh tâm quả dục, dứt khoát không nhịn được nữa. Ban ra pháp chỉ. Đích thân Sở Giang Vương theo pháp chỉ trực tiếp trấn áp anh ta. Anh nói đi, nếu như có thể tìm được anh ta, hơn nữa anh ta vẫn còn sống thì thật là tốt biết bao. Lại thêm được một cái bắt đùi nữa nha. Đời này, luật sư An vẫn luôn chỉ biết một đạo lý, trong triều có người thì dễ làm quan trong bất kỳ một nghề nghiệp nào, trừ phi bạn thực sự có thể ngạo mạn đến mức lên trời, nếu không vẫn còn cần có một cái bắp đùi để ôm. Chuyện tốt, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ là về lão hầu tử kia, anh thực sự dự định đi tìm ông ta lần nữa. Tìm nha, sao lại không tìm chứ? Không sợ bị ông ta đánh chết sao? Không sợ. Thật dũng cảm. Lần này để cho ông chủ mang theo tiểu hầu tử tìm ông ta đặt quan hệ. À một thiếu niên trên người mặc quan phục. Trong tay cầm mấy quả trái cây vừa to lại vừa đỏ. Ngồi ở trên một khối nham thạch. Ăn uống ngon lành. Trái cây này tên là tụ âm quả, giống như bỉ ngạn hoa, là đặc sản của địa ngục. Tương truyền. Mấy ngàn năm trước. Có một đám ca kỹ bị đế vương ở dương gian giết, lúc vong hồn đi qua hoàng tuyền lộ. Một đường ca hát một đường rơi lệ. Nước mắt thấm vào mắt đất hai bên hoàng tuyền lộ trăm năm sau. Ở đó mọc lên một gốc cây dây leo, bên trên kết ra trái cây màu đỏ này. Địa ngục thiếu màu sắc tươi đẹp. Trái cây này. Thật ra thì cũng có thể coi như huyết lệ của đám ca kỹ kia. Nhưng mùi vị thì lại cực kỳ ngon, không khác táo ở dương gian lắm, nhưng ngọt hơn. Thiếu niên gặm một cái, thỏa mãn nâng ống tay áo của quan bào lên để lau miệng. Anh ta là một phán quan nhưng cái chức phán quan này của anh ta cũng không có ai thuộc quyền quản lý của anh ta cả công việc chức trách chính là phục vụ đế thính cho tốt trong mắt người bên ngoài thật ra thì anh ta là một chức quan góp vào cho đủ số nhưng không có mấy người dám trực tiếp bày sắc mặt với anh ta dù sao cũng đều sợ sau này lúc anh ta tắm cho đế thính thổi gió trong phòng tắm một chút đế thính tùy tiện ngáp một cái cũng có thể giết chết bọn họ như vậy cũng đủ rồi Người ta ở sau lưng nói mình như thế nào, ngược lại anh ta cũng không muốn xen vào, cũng lười phải quan tâm. Một thân quan phục của phán quan mà đi ra ngoài, nhìn những người đó quỳ xuống miệng gọi đại nhân với mình, thoải mái là được rồi. Đồ ăn có ngon không? Giọng nói của một người đàn ông trung niên từ sau lưng truyền tới. Thiếu niên sửng sốt một chút. Phải biết nơi này chính là chỗ đậu xe của đế thính, cũng không có ai không liên quan lại dám tùy tùy tiện tiện đến nơi này đế kính được xưng là nghe khắp tam giới. Ở mảnh đất nhỏ bên cạnh bản thân này, dĩ nhiên là càng nhạy cảm hơn rồi. Thiếu niên xoay người. Lúc nhìn thấy người ở đằng sau. Lúc này quỳ rạp xuống dưới. Hạ quan thỉnh An Vương. Sở Giang Vương theo đó nhấc tay một cái. Đi tới bên cạnh Nham Thạch, cũng ngồi xuống, đưa tay, lấy ra một quả tụ âm quả từ trong túi nhỏ, cắn một cái. Rất ngọt nếu đại nhân thích ăn mà nói, ngày mai tôi sẽ dâng lên một giỏ. Trong ngày thường, ngoại trừ việc giúp đế thính tắm, anh ta cũng không có chuyện gì có thể làm được, dứt khoát trồng không ít cây ăn quả ở trong góc của thập vạn âm sơn này. Giống như vị cô gái da đen ở dương gian kia, anh ta cũng là một người thích làm ruộng như vậy, nhưng ở âm ti, muốn trồng gì đó đương nhiên là khó hơn dương gian trời nhiều. Không cần, ngày mai bản vương phải đi rồi. Phải đi bắt con hầu tử kia sao? thiếu niên về đặt hỏi. Một thứ tàn dư thôi, cũng không thể gây nên sóng gió lớn gì, tần nghiễm vương đã đuổi theo, đoán chừng con hầu tử kia cũng biết thời gian của mình không còn nhiều, không cam lòng cứ như vậy mà bình yên chết đi, cho nên mới lại xông ra nhảy nhót như vậy. Cũng đúng, bây giờ âm ti đã có các vương trấn giữ, có thể nói là thành đồng vách sắt. Được rồi, thằng nhóc nhà anh không biết nịnh hót thì đừng nịnh hót nữa, đúng rồi, có muốn làm việc gì không, có thể đến chỗ của tôi mở một cái nha môn nhỏ, đỡ cho anh vẫn luôn đợi ở đây rồi lại bức bối đến hỏng. Ở chỗ đế thính, để tôi đi nói với nó, xem phần công sức của anh vẫn luôn chăm sóc nó nhiều năm như vậy, nó cũng sẽ đồng ý thôi. Không được không được, không thể nào không thể nào đâu, có được một thân quan phục oai phong lẫm liệt này là tiểu nhân đây đã hài lòng lắm rồi. Tiểu nhân biết rõ bản thân có bao nhiêu phân lượng, nào có cái bản lĩnh đi ra ngoài nhậm chức làm việc gì đó chứ? Nếu như đến lúc đó lại trì hoãn mất chuyện của các vương, vậy tiểu nhân thực sự là chết vạn lần cũng không đủ đền tội rồi. Ha ha, đi, cũng là thằng nhóc nhà anh biết điều, đầu năm nay người có thể biết điều như anh, thật sự không còn nhiều lắm. Thiếu niên cúi đầu, không dám nói tiếp, bởi vì những người có thể được Sở Giang Vương dùng để nói kia, từng người thế nhưng đều không phải là nhân vật dễ đối phó gì. Lão già kia, tôi tới rồi. Sở Giang Vương hô một tiếng, Bóng dáng trực tiếp ở biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, sở Giang Vương xuất hiện ở trước mặt một hang động. Lúc anh ta hiện thân, trong hang xuất hiện một loại ánh sáng màu đỏ. Cái hang động này, lại là một con mắt của đế tính. Anh tới, làm gì? Cõi đời này, sao lại có người không biết điều như vậy chứ? Mày không muốn nghe hay lười nghe cũng coi như xong đi, nhưng chuyện ở ngay dưới mí mắt của mày, làm sao có thể không biết được chứ ngày hôm trước bồ tát vừa nói với tao muốn tao đi ra ngoài và thăm thú mọi thứ nhiều một chút tao đây định đi lên xem một chút ít nhất đi xem thử dáng vẻ của pin là như thế nào thập điện diêm la hoàng dương đây chính là đại sự nhưng trong lời nói của sở giang vương lại rất nhẹ nhàng chỉ cần đi thôi tao tới hỏi mày một chút hiện tại ở dương giang nơi nào có chuyện vui với thân phận này của tao cái giá cho một chuyến ra vào âm dương quá lớn. Cũng không thể thực sự xem xong pin lại lập tức quay về đúng không? Đế thính cười. Sau đó, vài ngọn núi ở bên cạnh bị tiếng cười làm cho sụp đổ rồi. Một lát sau, đế thính không cười nữa. Mở miệng nói. Ở đông bắc thần châu, có một long mạch. Đừng nói là mày muốn tao mang long mạch đó về đây làm một bữa ngon cho mày đấy. Di chuyển thứ đó rất phiền phức đấy. Long mạch này hình thành phong cấm từ cách đây 403 năm trước. Long mạch này. Lúc hình thành, vô cùng sắc bén, không thể đụng chạm. Lúc suy giảm, dịu dàng như ngọc, có thể lấy cho mình. Được, tao mang về cho mày là được rồi, về phần bên chỗ Bồ Tát. Nói tới chỗ này. Đế Kính không tiếp lời. Sở Giang Vương hài lòng cười cười. Bóng dáng tan biến ngay tại chỗ. Tất cả mọi chuyện đều không nói gì cả. Đi tiếp, trở lại tiệm sách, vào lúc này đã là 4 giờ rạng sáng, ngược lại cửa tiệm sách vẫn không đóng. Lúc trước lão đạo ở đây, vào lúc này đã sớm khóa cửa tắt đèn, lúc này ông ta còn đang nằm trên giường bệnh, chuyện này cũng không có ai làm. Đương nhiên, tiệm sách cũng không sợ có kẻ gian đến cửa. Cũng không phải chưa từng có kẻ gian tới. Chỉ có thể nói, cái đám giặc cỏ nào dám xuống tay với tiệm sách kết cục của bọn chúng. Có lẽ sẽ là thực sự đau thấu tim gan hay biết vậy chẳng làm rồi, còn có ý nghĩa giáo dục hơn là đưa đến một trung tâm chẳng khác nhà là bao nhiêu kia. Bạch Hồ vẫn nằm ở trên sofa như trước, bây giờ cô ta không có chuyện gì thì cứ nằm ở đó suy nghĩ về chuyện nhân sinh, như thể trong những năm tháng đã qua trước kia, chơi đủ rồi cũng quậy phá đủ rồi, bây giờ, giống như là một ông già bà cả bảy tám chục tuổi, học được cách hưởng thụ sự tốt đẹp của an tĩnh rồi. Đương nhiên, hoặc giả như là một kẻ gian hoàng lương, tìm một người đàng hoàng, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống thực tế. Bạch Hồ bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Luật sư An có chút lúng túng sờ mũi của mình một cái. Mẹ nó chứ. Nhạy bén như vậy sao? Đẩy mở cửa, đi vào tiệm sách. Luật sư An thực hiện một động tác ném banh vào rổ. Đi nào. Canh thần vẽ ra một đường parabol hoàng mỹ ở trên không trung chuẩn xác rơi vào trên ghế sofa. Canh thần đã thành thói quen. Luật sư An cũng quen rồi. Hay cho một mối quan hệ cha con ngoài mặt. Mà lúc này, luật sư An nhìn thấy Oanh Oanh đang ngồi cùng với hứa thanh lãng ở bên quầy ba, đang chơi bài. Đây là đang coi bói sao? Luật sư An hỏi. À, đúng vậy. Oanh Oanh đứng dậy, đi pha cà phê cho luật sư An. Luật sư An ngồi xuống. Cười nói, "Tôi còn tưởng là anh đoán mệnh phải dùng chu dịch bát quái gì đó, không nghĩ tới là lại dùng thứ này." "Thật ra thì, mỗi thứ đều có ưu khuyết điểm và đặc điểm riêng của nó. Vậy anh nói thử một chút, bài này phải xem như thế nào mới có thể xem đến mức khiến người ta tin phục. Chỉ cần kết quả tính ra không phải là kết quả tốt, cũng sẽ không khiến người ta quá tin phục. Cụ thể một chút, cũng thực tế một chút đi. Bài dùng để xem phải tinh xảo một chút." nhìn cho có vẻ cao cấp một chút tốt nhất là khảm thêm chút vàng hoặc viền bạc gì đó như vậy thì có thể tăng thêm chút sức tin tưởng và nghe theo luật sư an nhún vai một cái từ chối cho ý kiến luật sư an cà phê ly siêu to mới được đưa đến tận tay luật sư an cám ơn đã làm phiền cô rồi không phiền không phiền gì cả anh uống nhiều một chút uống xong tôi sẽ đi pha thêm cho anh luật sư an hài lòng gật đầu nếu không tôi coi cho anh thử một lần hứa thanh lãng dùng đầu ngón tay xòe bài ra hỏi anh tự mình chơi đi tôi còn có chuyện luật sư an đứng dậy đi tới bên cạnh bạch hồ bạch hồ dùng ánh mắt rất nhàm chán nhìn anh ta luật sư an sắp mặt của mình lại gần nhỏ giọng nói viên yêu đang kia của cô vẫn còn đang ở chỗ tôi đấy không phải là anh muốn trả lại đấy chứ bạch hồ hỏi sao có thể nha đồ tốt như vậy, cảm giác giống như gậy biến thân của mang vậy, lấy ra là có thể biến thân đấy. Cho nên, cho nên tôi nghĩ rằng nên tới hỏi cô về bí mật của gia tộc Ultra các cô, Phi Phi. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn muốn hỏi cô một chút, tôi luôn cảm thấy mỗi lần dùng cái này, nhìn như là tăng thêm được chút sức lực, trên người cũng bắt đầu có một chút thay đổi, nhưng luôn có một loại cảm giác chỉ ở ngoài mặt. Tôi vẫn luôn có cảm giác như vậy, thật sự là quá đáng tiếc, dù sao viên yêu đan này cũng là do cô cực khổ nhiều năm như vậy mới tạo ra được nếu như ném ở chỗ này của tôi thì giống như người tài không được trọng dụng rồi đứng từ góc độ của cô mà xem cô cũng không cam tâm đúng không đứng ở góc độ của tôi tôi chỉ mong viên yêu đan này cho dù có bể nát cũng không cho anh sử dụng đây mới là kiểu suy nghĩ của người bình thường chứ đừng có kéo quan hệ với tôi hai chúng ta có quan hệ gì chứ cô dạy cho tôi đi Trước cuộc thì phải làm như thế nào thì mới có thể kích thích ra được hiệu quả thực sự của viên yêu đan này sau này tôi sẽ trả lại ân tình này cho cô đưa yêu đan cho tôi đặt ở chỗ của tôi lại đưa một phách của anh tiến vào dịu dàng thôi lý do mà anh cảm thấy chí có tác dụng ngoài mặt là bởi vì cũng chỉ có thân thể của anh chịu một chút ảnh hưởng của yêu khí nhưng trên thực tế nếu như không có biện pháp khiến cho linh hồn của anh cũng có tiếp xúc ở mức độ sâu và đạt được mỗi liên kết với yêu khí Lực lượng của viên yêu đan này, căn bản là anh hoàn toàn không có cách nào có thể phát huy ra hết được. Đưa yêu đan cho cô. Đặt ở chỗ của tôi 10 ngày đi, ngược lại đây là do ông chủ đưa cho anh, tôi cũng không thể dùng phương pháp này lấy lại mà không đưa cho anh được. Nhưng chuyện đưa một phách cho cô như vậy, luôn cảm thấy có chút là lạ. Người khác không biết, nhưng An Bất Khởi anh có thể không biết được sao? Lấy một phách đi cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn đối với bản thân anh càng không thể nào khiến anh trực tiếp mất trí nhớ được nhiều lắm là khiến cho anh không đạt được hưng phấn giống như trước thôi ham muốn trên phương diện kia cũng không còn mãnh liệt như vậy hơn nữa chúng ta còn cùng nhau đến đông bắc cũng sẽ không cách anh quá xa thật sự có hiệu quả tôi lừa anh làm gì luật sư an do dự một chút ngón tay lại đặt ở trên vị trí mi tâm của mình nhẹ nhàng kéo một cái. Một luồng phân hồn của anh ta bị rút ra. Bạch Hồ há miệng. Trực tiếp thu phần phân hồn kia của luật sư An vào trong miệng. Tùy tiện nói. Yêu đan. Luật sư An lại lấy ra yêu đan từ bên trong cơ thể mình, ném cho Bạch Hồ. Nhìn viên yêu đan này, ánh mắt Bạch Hồ lộ ra một chút vẻ hoài niệm, rất nhanh lại nuốt yêu đan xuống. Bọn chúng sẽ tiến hành dung hợp bên trong cơ thể tôi, 10 ngày đi, là có thể đưa cho anh. Tôi vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Luật sư An gãi gãi đầu. Tôi cũng sẽ không dùng thứ này làm người rơm để châm anh. Bạch hồ quét đuôi một vòng, lại tiếp tục bỏ lỗng ngỗng đi. Đồng thời nhắm hai mắt, tỏ ý luật sư An lại tìm nơi mát mẻ mà đợi đi. Luật sư An đứng dậy, đi trở về phía bên quầy ba. Lúc này Hứa Thanh lãng đang vừa nhìn anh ta vừa rút bài. Oanh oanh à, ngày mai mấy giờ bay vậy? Buổi sáng 8 giờ, lái xe đến Thượng Hải trước, lại từ Thượng Hải đổi máy bay đến Giai Một Tư. Sau khi đến Giai Một Tư, lại đi xe đến Hạt Cương, những sắp xếp sau đó, chỉ có thể đến Hạt Cương rồi lại tính toán tiếp. Được, vậy tôi đây đi minh tưởng một phen. Luật sư An có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Vốn muốn sau khi trở lại có thể ở chung với thằng bé trai ngủ ngon lành một giấc, kết quả cuối cùng vẫn phải cô đơn lẻ bóng. Luật sư An, cà phê tôi đã rót đầy vào thùng cho anh rồi, để cho anh có thể uống trên đường đi. Oanh oanh à, cô đúng là càng ngày càng tri kỷ đấy. Thật đúng là luật sư An không chú ý dùng chữ thùng này để hình dung cà phê thì có vấn đề gì. Còn tưởng là một mấy bình nữa chứ. Thật ra thì oanh oanh thật sự đã chuẩn bị một cái thùng lớn. Chờ sau khi luật sư An lên lầu. Hứa thanh lãng trải những lá bài mà cậu ta đã rút ra ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ở vị trí dưới cầm. Đây là đang coi cho luật sư An sao? Oanh oanh đi tới hỏi. Từng. Cũng là coi nhân duyên sao? Vận may. Vậy gần đây, vận may của anh ta như thế nào? Rất tốt. Từng. Oanh oanh xoay người, chuẩn bị đi tắm rửa xong sẽ đi lên theo ông chủ cùng nhau nghỉ ngơi. Hứa thanh lãng vẫn ngồi ở phía sau quầy ba. Ngồi một lúc lâu lúc này mới cầm lấy mấy là bài vừa rút được kia trực tiếp xé nát vứt vào trong thùng rác a à, trò lừa bịp người còn kém xa so với bát quái một con hầu tử bẩn co rút ở trong góc sân thượng nơi này gió lớn đêm hôm khuya khoắt dù là trên người có lông cũng lạnh đến mức lạnh đến mức đông cứng đối với những sinh vật trên người có nhiều lông mà nói lúc lông trên người tương đối bẩn hoặc là lông tương đối dính ngược lại thì nó lại càng dễ dàng bị đông lạnh hơn lông thứ trước kia dùng để giữ ấm rất có thể sẽ trở thành thủ phạm ép sạch chút nhiệt lượng cuối cùng còn lại trong cơ thể hầu tử vẫn phải dựa sát vào bên trong vách tường xi măng khóe miệng chảy nước miếng đôi mắt vô hồn nó theo bản năng cảm thấy lạnh lại không biết bản thân nên làm như thế nào lúc ban ngày quả thật là doanh câu đã nghiền nát và thiêu cháy người giấy rồi nhưng cũng không tiến hành diệt cỏ tận gốc đối với con hầu tử này một là không có thời gian rảnh rỗi như vậy hai là cũng bởi vì không nhất thiết phải làm như vậy đệ nhất đã sớm đi xa ngài ấy đã kết thúc những năm tháng hỗn loạn của địa ngục điều chỉnh lại trật tự của âm dương cục diện rối loạn lung tung từ sau khi doanh câu không còn nữa rốt cuộc cũng được ổn định lại nhưng ngài ấy vẫn không thể ngăn được xu hướng của thời đại giống như một ngôi sao băng từng để lại sự huy hoàng nhưng cuối cùng rồi cũng biến mất mà thôi giống như những hành động mà con hầu tử này đã làm trước đó không phải là để làm gì khác chỉ là giải dụa trước giây phút cuối cùng mà thôi nó bây giờ đã giống như một ngọn rác bị thổi đi không cần người quét dọn chỉ một ngọn gió cũng có thể hoàn toàn thổi nó đi mất chẳng qua là trong địa ngục còn có một tên diêm la đang ở đuổi theo một con hầu tử nữa đấy tuy nói rất nhanh sẽ bắt được nhưng cũng cần một chút thời gian mà ở dương gian còn sót lại một con hầu tử bẩn thiểu, đang chờ đợi kết cục sau cùng của mình. Nó đã từng tới, nó đã từng thấy, nó cũng đã từng chinh phục. Có chấp niệm, nhưng cũng chỉ giới hạn khi còn sống. Không giống những kẻ sau khi chết lại bởi vì chấp niệm không chịu đi đầu thai mà lại ở lại nhân gian, để rồi biến thành vong hồn kia. Hầu tử bẩn chỉ là một kẻ làm hết sức mình tuân theo thiên mệnh mà thôi. Những chuyện khác, tùy duyên đi gió đêm thổi tới từng cơn. Hầu tử bẩn cảm giác nhiệt độ cơ thể trên người mình đang càng ngày càng thấp. Tương tự như vậy. Con hầu tử khổng lồ toàn thân màu đen ở trong địa ngục kia, khí tức ở trên người nó, cũng đang càng ngày càng suy yếu. Dường như tần nghiễm vương cũng đã phát hiện ra điểm này. Chẳng qua là chỉ một mực đi theo, đi theo. Cũng không cưỡng ép ra tay muốn giải quyết dứt điểm đối phương trước thời hạn tuyệt đối không cho đối phương cơ hội chó cùng đường quay lại cắn cuối cùng giữa song phương dường như cũng đã đạt thành một loại ăn ý một bên đang đuổi theo lại chỉ đuổi theo vì phải đuổi theo mà thôi một bên đang chạy trốn lại chỉ chạy bởi vì muốn chạy mà thôi chạy lại ngắm phong cảnh một chút về lại địa ngục mà bản thân đã từng chinh phạt một phen đợi đến lúc không còn chạy nổi nữa thì cứ vậy mà kết thúc đi mà đối với Tần Nghiễm Vương mà nói, chỉ cần đối phương không tiến hành phá hoại gì nữa, anh ta tình nguyện đưa tiễn đối phương một đoạn đường nữa. Trước đó, pháp thân của anh ta từng bị đánh nát, vừa mới ngưng tụ ra pháp thân mới, tuy cường đại, lại giống như là một cái bình hoa vừa mới được sửa lại, luôn khiến cho người ta sẽ theo bản thân mà chú ý hơn một chút. Đây đơn thuần là một trận chiến lấy thời gian làm vật phẩm tiêu hao mà thôi. Thắng bại cũng sớm đã được định trước. Trước mắt không phải là chờ thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng cho ra một kết quả mà tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận. Địa Tàng Vương Bồ Tát đã từng nói với Sở Giang Vương, mỗi một thời đại chính là mỗi một sân khấu. Có người rời sân, cũng đã có người kết thúc. Đây là quy luật, cũng là định lý. Cục diện lần này, đơn giản chính là một lần nữa diễn giải lại định lý này mà thôi. Trên sân thượng Hầu tử bẩn lặng lẽ lấy ra chiếc mặt nạ màu bạc vẫn luôn mang bên người ra. Nó mang mặt nạ lên một lần nữa. Hô! Luật sư An vừa tắm xong trùng khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Rót cho mình một ly nước chanh. Ngược lại, đi lên cũng không phải để ngủ mà là chỉ là ngồi tĩnh tọa thôi, cũng không thiếu chút thời gian này. Nhìn lướt qua bộ bài ở trong thùng rác phía sau quầy ba. Luật sư An cười một tiếng, Chút hứng thú của phụ nữ thật đúng là một cơn gió thoảng qua. Lúc này, hình như luật sư An nghe được một tiếng rung. Anh ta cúi người xuống. Lục tìm ở dưới quầy ba một lúc. Là điện thoại di động của ai đó đang kêu sao? Tìm được rồi. Không phải là điện thoại di động. Là mặt nạ. Trên mặt nạ có một vài vết nứt, nhưng bây giờ lại đang rung lên. Pháp khí sao? Pháp khí truyền tin à? Luật sư An cầm mặt nạ lên, nhìn khắp bốn phía. Hứa Thanh Lãng người mới vừa rồi còn đang ở đây, bây giờ người đâu rồi? Thật ra thì, cái này mặt nạ màu bạc vẫn luôn do Tiểu Hầu tử cầm. Ngược lại thì ông Chủ Châu đã nhận điện thoại nhiều lần, nhưng mỗi lần đều chỉ chơi trò lấy đầu xuống làm bóng để đá với anh, nên anh dứt khoát vứt cho Tiểu Hầu tử rồi. Vào lúc này, Tiểu Hầu tử đã đến thăm lão đạo ở bên chỗ tiệm thuốc, cũng không mang theo mặt nạ luật sư an do dự một chút được rồi không cần biết là của ai trước cứ tiếp điện thoại trước đi ngay sau đó luật sư an mang mặt nạ lên ông chủ quần áo phải mang theo nhiều một chút hay là ít một chút đây không cần phải mang quá nhiều hẳn là phải vào rừng già đi đường không ngắn cũng không tiện mang theo nhiều đồ không có chuyện gì ngược lại người ta gánh được đấy vậy được rồi lại đơn giản thu thập mấy bộ quần áo banh oanh nhìn đồng hồ cảm thấy cũng đã tới giờ chủ động lên giường nằm xuống ở bên mép của giường nói ông chủ anh nên nghỉ ngơi từng châu trạch đi qua ngủ banh oanh tỉ mỉ cầm lấy một cái chăn đắp kín bụng cho châu trạch số lần hai người ngủ chung thực sự quá nhiều giữa hai người sớm đã hình thành một loại ăn ý tự nhiên mọi người cũng đều rất thích ứng đồng thời cũng có vẻ rất hưởng thụ bầu không khí như vậy chờ đến khi thức dậy thì phải lên đường đến đông bắc rồi không biết tại sao đối với chuyến đi đến đông bắc sắp bắt đầu này trong lòng châu trạch luôn cảm thấy có chút bất an giống như lúc này cũng đã dự cảm được sẽ có chuyện gì đấy sắp phát sinh vậy nhưng đây chính là cuộc sống có lúc nhìn như là đưa điều kiện để bạn lựa chọn nhưng trên thực tế căn bản là bạn không được lựa chọn chuyện của lão đạo vấn đề của bản thân mình bao gồm cả chuyện của doanh câu Ba chọn một. Nhìn như là là đã chọn bạn không gian lựa chọn rất rộng lớn. Nhưng chẳng qua là vẫn buộc bạn phải đi theo con đường Hoa Sơn. Long Mạch PS thời cổ đại, đường đến Hoa Sơn chỉ có một con đường duy nhất, ý chỉ chỉ có một con đường duy nhất, không được lựa chọn, và câu này còn để chỉ sự khó khăn, hiểm nguy, khó lòng vượt qua được. Sổ sinh tử của âm ti cũng không phải là đang chơi trò nghịch thiên cải mệnh gì đó, điều nó có thể làm được chẳng qua là giúp châu trạch sống đến như cá gặp nước trong đám như cá gặp nước mà thôi bên trong thể chế mà thôi nó không có năng lực trực tiếp cướp đoạn khí vận của bạn cũng không thể nào biến bạn thành thứ được gọi là tin nhưng dưới tác dụng này người cùng một cơ thể với châu trạch không đúng là một linh hồn như doanh câu tất nhiên cần phải trở thành vật phẩm hiến tế trên con đường này đây chính là dương mưu đường đường chính chính hoặc giả đây cũng là chỗ mà khiến cho doanh câu bất đắc dĩ nhất đi thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, ông chủ, điện thoại. Giọng nói của luật sư An từ cửa truyền tới. Châu Trạch đang nghe truyện trên TV audio CV ngồi dậy khỏi giường. Oanh oanh thì đang mặc quần áo vào. Đi mở cửa. Luật sư An cầm mặt nạ màu bạc đứng ở cửa. Nói với Châu Trạch. Ông chủ, có người gọi điện thoại đến. Vừa nói, luật sư An còn đưa tay chỉ cái mặt nạ màu bạc này. Tôi vừa nhận, người đó nói không tìm tôi. Châu Trạch có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, hỏi. Nó nói chuyện với anh. Chuyện này khiến cho ông chủ Châu có chút bất ngờ. Trước đó ông chủ Châu còn cảm thấy chuyện truyền công trao đổi gì đó với tiểu hầu tử, là bởi vì nguyên nhân cả hai đều là hầu tử, không nói chuyện với anh mà chỉ chơi game cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng sao lại cũng có thể trao đổi với luật sư An chứ? Ô kìa, cũng đã lấy đầu xuống làm bóng mà đá rồi, ý như vậy không phải là bảo tôi biến đổi người nghe điện thoại sao đương nhiên là tôi sẽ không một mực cứ ngơ ngác mơ hồ ở đó chơi đá bóng với kẻ đó rồi đầu tôi cũng đâu có bị nước vào châu trạch ông chủ anh nhận không luật sư an hỏi đến tiệm thuốc đưa cho tiểu hầu tử đi ồ tìm hầu tử sao luật sư an gật đầu một cái vậy ông chủ anh tiếp tục nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta còn phải đi đường đấy phòng bệnh ở trong tiệm thuốc, tiểu hầu tử nhận lấy mặt nạ từ trong tay luật sư An, luật sư An lại nhìn lão đạo thêm một chút rồi rời đi. Tiểu hầu tử cầm mặt nạ trong tay. Trên mặt hiện lên vẻ oán hận. Nhưng theo mặt nạ không ngừng run rẩy Tiểu hầu tử do dự một chút. Cuối cùng vẫn đeo lên ở trên mặt của mình. Chích 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 chích. Tiểu hầu tử la lên. Nó cần phải chất vấn, cần phải đi chửi rủa cần phải đi chỉ trích, nó rất tức giận. Mà bên kia, con búp bê bằng gỗ mặt cái yếm màu hồng trên người kia thì vẫn đang ngồi ở trên bàn. Phất tay một cái. Cứ như vậy mà nghe con búp bê nữ đại diện cho tiểu hầu tử đang kêu la ở bên kia. Sâu bên trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm đầy thâm thúy. Phản phất như đang nhìn lại bản thân của vô số năm trước. Trong địa ngục Tần Nghiễm Vương một đường đuổi theo con hầu tử lớn màu đen kia, đi tới chiểu trạch chi địa. PS chiểu trạch là đầm lầy. Tương truyền. Thật lâu trước đây. Nơi này là nơi tiếp giáp giữa dương gian và địa ngục, đã từng là địa điểm được chọn làm cầu nại hà, chẳng qua là nơi này luôn luôn không ổn định, lúc vong hồn bình thường trải qua tình huống đặc biệt ở nơi này sẽ bị thắt cổ đến tan vỡ. Ngược lại một vài cự bá ở âm dương lưỡng cực địa lại có thể từ nơi này ra vào một phen, cũng gọi lén lút đi qua. Sau đó, để nhất phong ấn nơi này lại, cưỡng ép dung hợp khu vực này, lúc này mới hoàn toàn lấp kín khu vực này. Lúc con hầu tử lớn màu đen kia chạy tới nơi này, nó ngừng lại. Hai chân dẫm ở trong đầm lầy. Nhìn khắp bốn phía. Giống như là đang tưởng nhớ. Tần Niễm Vương cũng dừng lại, cũng đang quan sát nơi này. Tương truyền. Vô số năm trước đây. Lần đầu tiên đệ nhất gặp được Tử Kim Thần Hầu chính là ở nơi này. Thần Hầu đã bị thu phục dưới phong thái của đệ nhất. Cam Tâm Tình nguyện trở thành thần thú ở dưới trướng của ngài ấy, sau đó lại trở thành cùng ngài ấy chinh phạt thiên hạ. Sau lần một người một khỉ gặp nhau này, trực tiếp dẫn đến sự hình thành của Âm Ti, sau đó cũng tạo nên rất nhiều chuyện lý thú và truyền thuyết liên quan tới một người một khỉ này. Nhưng truyền thuyết luôn mang theo một chút làm đẹp và không thể nào tránh khỏi sai lệch. Tỷ như hoàng đế khai quốc đầu tiên của vương triều ở Dương Giang, trên sách sử thường sẽ ghi lại rằng lúc ra đời có hào quang hoặc là tường vân hạ xuống gì đó, hay là mẹ của bọn họ thường xuyên mơ thấy rồng phượng hoặc tiên nhân khác gì đó. Trên thực tế, hầu tử còn nhớ, lần đầu tiên nó gặp đệ nhất đúng là ở nơi này. Chỉ là chuyện nó bị phong thái của đệ nhất thu phục thì chính là chuyện hoang đường đấy. Chẳng qua là, ban đầu đúng là hầu tử nó bị đệ nhất thu hút không phải là bởi vì phong thái anh Tuấn cùng với thiên phú trời ban của đệ nhất. Mà là bởi vì lúc trước, đám đầu trâu mặt ngựa đi theo sau đệ nhất kia đang kéo theo 10 xe chuối tiêu lớn đấy. Trong không gian được tạo ra bởi máy truyền tin mặt nạ. Cuộc trao đổi. Vẫn còn tiếp tục. Chích chích chíp 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 chíp. Chi. Chích chích chíp Chi. Chíp chíp. Chi. Chi. Chích chích chíp trong địa ngục thân thể của hầu tử màu đen bắt đầu tan vỡ nhục thân của nó bắt đầu sụp đổ bắt đầu dung nhập vào trong đầm lầy màu đen ở nơi này sáp nhập vào nơi mà nó đã gặp đệ nhất lần đầu tiên tần nghiễm vương ở bên cạnh chứng kiến một màn này dương gian trên sân thượng Khóe miệng của hầu tử bẩn mang theo nước miếng cũng mang theo nụ cười. Mặt mũi dần dần đông cứng lại. Mặt nạ màu bạc vốn đang mang trên mặt. Cũng chậm rãi rớt xuống. Nó Kết thúc rồi Trước tiên lái xe đến sân bay phố Đông ở Thượng Hải Lại ngồi chuyến bay buổi sáng bay đến Giai mục Tư Sau khi xuống máy bay Người của công ty cho thuê xe đã đợi sẵn Dùng thẻ tín dụng trả tiền trước Trực tiếp đi xe hơn một tiếng Đi tới thị khu Hạc Cương Hôm nay Mọi người trong tiệm sách dự định nghỉ ngơi ở nơi này Đợi đến ngày mai sau đó mới vào núi Chui vào rừng già để tìm long mạch Lần này không ít người tới Động vật đi theo Cũng không ít Thuê tổng cộng 5 gian phòng. Châu Trạch và Oanh Oanh một căn phòng, Tiểu Hầu Tử thì cùng một phòng với Luật sư An, Hứa Thanh Lãng và Bạch Hồ chung một phòng. Tạm thời thì lão Trương một mình một phòng, bởi vì hơi trễ một chút, đám ba người Lưu Sở Vũ Trịnh Cường Nguyệt Nha cũng sẽ chạy tới, bởi vì quyết định đi quá vội vàng, bọn họ không có thời gian tập trung tại thông thành, chỉ có thể từ khu vực của mỗi người tìm phương thức giao thông thuận tiện nhất nhanh chóng chạy tới, người trễ nhất nhất định có thể có mặt trước bữa khuya tối nay dù sao mấy chuyện tìm kiếm như thế này nhất định là càng nhiều người càng tốt sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn bạch hồ đi ra ngoài trước nơi này là đông bắc mặc dù không coi là trong rừng già nhưng cũng coi là nửa địa bàn của cô ta rồi thân là đại tiên năm xưa đi ra từ rừng già lần này trở về nhất định phải ra ngoài chào hỏi tiểu yêu tiểu quỷ hoặc là những kẻ cùng là đại yêu gì đó ở khắp mọi nơi Tiếp theo cũng sẽ cho chút mặt mũi. Không mong ước xa vời tới chuyện mong bọn họ giúp đỡ tìm kiếm long mạch, cho dù là bọn họ tình nguyện, ông chủ châu cũng sẽ không để cho bọn họ tham gia, nhưng ít ra cũng tránh được bọn họ trì hoãn thời gian. Hứa Thanh Lãng đi tới phòng của Châu Trạch. Sau khi đi vào, phát hiện oanh oanh không có ở đây. Cô ấy đâu rồi? Nói là không dễ dàng mới được ra ngoài một chuyến, thuận tay mua mấy căn phòng. Ha ha bây giờ nhà của cương thi quả thật càng ngày càng nhiều không còn cách nào một bán yêu như anh không phải cũng nhiều nhà ở như vậy sao tôi bán yêu sao hứa thanh lãng nhún vai một cái đây thật đúng là một cái tên rất mới lạ thời đại này thị trường quá lớn con người cũng không đủ đảm đương hết chỉ có thể dựa vào yêu ma quỷ quái đến giúp đỡ lăn lộn bất động sản một phen mới có thể duy trì dáng vẻ của một cuộc sống rất nhiều thành phố bắt đầu cướp nhân tài hạ thấp trình độ đăng ký hộ khẩu xuống để tìm kiếm và tiếp cận thị trường người có tiền mua nhà thì đúng thật là nhân tài rồi thật ra thì vẫn có thể phát triển cách tiếp cận độc đáo một chút mở rộng sức mua của đoàn thể phi nhân loại một phen thật ra thì nhà ở ở nơi này cũng không được tính là tiện nghi thông tin ở trên mạng thì chỉ là những căn phòng vị trí không an toàn mà thôi chẳng qua là xào một trận như vậy những người có bất động sản trong thành phố này đoán chừng là muốn mắng người luôn đi điều đó chẳng khác nào bất động sản của mình thoáng cái đã bị giảm giá. Được rồi, chúng ta không nói về vấn đề bất động sản nữa, nói một chút đi, chuyện liên quan tới long mạch đấy, có phương pháp tìm không? Châu Trạch ngồi ở trên chiếc ghế sofa nhỏ, trước mặt đặt một tách cà phê mà oanh oanh đã pha sẵn cho anh trước khi cô ấy ra ngoài. Vì ở bên trong cơ thể anh kia, không biết phương pháp sao. Anh ta sao, anh ta chỉ biết ăn mà thôi. Trừ ăn ra, cái gì cũng không chịu làm xem thử phong thủy ngược lại thì không thành vấn đề với tôi nhưng tìm long mạch đề bài này quá lớn rồi tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa nói như vậy lúc một vương triều khai quốc ngược lại hình như sẽ có đại sư phong thủy xuất hiện nhưng thông thường kết cục của bọn họ đều không quá tốt tôi chỉ có thể thông qua trận pháp đi cảm ứng vị trí đại khái một phen kết hợp với một chút kinh nghiệm của bạch hồ chắc chắn sẽ xác định được một khu vực gần chính xác nhưng anh biết đấy. Cho dù là chỉ cầm một cây kim đâm một chấm ở trên bản đồ này, đặt ở trong thực tế, cũng đã là một khu vực không nhỏ rồi, chung quy lại, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào sức người từ từ tìm kiếm. Chuyện này phải nhanh hơn, tôi vừa gọi điện thoại cho tiệm thuốc, lão đạo vẫn còn chưa tỉnh lại. Tôi có chút thắc mắc, lão đạo cũng đã như vậy, trước khi các người đi ra ngoài, sao lại không giúp đỡ chăm sóc lão đạo một chút trước? Tình huống của ông ta không giống với tưởng tượng của anh, hiện tại mà xem, những phương pháp khác cũng không có tác dụng lớn, chỉ có khi tìm ra long mạch mới có hy vọng đột phá. Vậy được, lần này tôi trở về hoàn thành phần cuối cùng của trận pháp, tranh thủ làm xong trước 12 giờ đêm, đợi sau khi cảm ứng được tọa độ đại khái, ngày mai chúng ta sẽ vào núi tìm kiếm thử. Cực khổ rồi. Lão Châu, anh nói lời này cũng quá khách khí rồi đều là vì lão đạo không phải sao dù sao mọi người cũng đã chung sống lâu như vậy rồi tuy nói không hy vọng quá xa vời là có thể ở bên nhau dài lâu gì đó nhưng ít ra cũng được tính là một người bạn không thể nào trơ mắt nhìn ông ta chết đi được từng không bận rộn giống như những người khác lúc này luật sư an có chút rảnh rỗi anh ta không thể không nghĩ tới chuyện để cho ông chủ đi tìm lão hầu tử trước xem thử có thể tìm được người tới trợ giúp hay không nhưng tất cả mọi chuyện vẫn phải là quan sát tình huống tiến triển của việc tìm kiếm long mạch mấy ngày sau ra sao, sự ưu ái này, dù sao thì dùng một lần cũng ít đi một lần, nếu như thật sự không tìm ra được manh mối gì, lại đi mời lão hầu tử ra tay là được rồi. Về phần lão hầu tử có tiện hay không hoặc là có gì đó khó nói hay không, luật sư An không thể không nghĩ tới. Dù sao một kẻ trâu bò như lão hầu tử lại đi trong chừng một cái ao cá cả ngày, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng có thể sử dụng thì cứ sử dụng quan tâm ông có vấn đề hay phiền phức gì đó hay không làm gì chứ ông không nói thì tôi cứ làm như không thấy không biết gì cả đi cơ sở vật chất của thành phố hạt cương cũng không tệ lắm chẳng qua là hơi lộ ra vẻ vắng vẻ trên mặt đường cửa hàng không ít nhưng phần lớn đều là trung gian mua bán bất động sản chuyện này đặt ở rất nhiều thành phố ở trong nước cơ bản là một chuyện rất bình thường đương nhiên ở đây cũng không thiếu những nơi vui chơi giải trí nếu không phải là bản thân anh ta có một phách đang ân cần tiếp cận với yêu đang ở chỗ của bạch hồ luật sư an thật sự muốn đi vào đó thả lỏng một phen không đúng dùng lời nói ca ngợi thái sơn mà nói mọi người ra ngoài làm việc đều không dễ dàng hẳn nên an ủi lẫn nhau và chiếu cố việc kinh doanh của nhau một chút hô ngáp một cái lại nhìn sắc trời một chút phần lớn thời gian ban ngày hôm nay đều trôi qua ở trên máy bay và ở trên đường vào lúc này thật ra thì trời đã sắp tối rồi suy nghĩ một chút vẫn là lười trở về khách sạn rồi mới ăn cơm tùy tiện tìm một chỗ nào đó ăn đối phó một chút là được rồi luật sư an vào một quán đồ nướng nói là quán thật ra thì cũng là sạp diện tích vẫn khá lớn thời gian còn quá sớm lúc này khách vào tiệm cũng không nhiều lắm. Lúc luật sư An đi vào, chỉ có một vị khách đang ngồi ăn ở trong góc bên ngoài. Tùy tiện chọn một vài thứ, lại muốn mấy chai bia cáp nhĩ tân. Luật sư An cũng tìm một bàn ở bên ngoài rồi ngồi xuống. Trước tiên móc ra một chai nhỏ từ trong ngực, vặn mở nắp chai, uống một chút rượu bỉ ngạn hoa trước. Ha! Thoáng cái, cảm giác thèm ăn đã ập tới. Lại uống một hớp bia cáp nhĩ tân. Chớp mắt, mùi vị của cuộc sống đã đầu tràn ngập lúc này luật sư an có chút vui mừng vì ảnh hưởng của việc lấy đi một phách chỉ ảnh hưởng tới phương diện ham muốn mà thôi thời điểm bạn muốn thì chắc chắn sẽ cực kỳ muốn nhưng không làm chuyện kia cũng sẽ không chết nếu như ảnh hưởng đến vấn đề thèm ăn lúc đó mới là khó chịu thực sự khó trách ở cổ đại lại có nhiều người vì miếng ăn mà các bản thân đi làm thái giám như vậy luật sư an lần nữa rót cho mình một chén rượu kính các đám thái giám các đời một ly. Giờ khắc này, anh ta và bọn họ đã có được sự cộng hưởng nhất định trên phương diện ăn uống và chuyện kia. Thứ anh vừa uống, là ống uống gì vậy? PS ống uống nguyên văn là khẩu phục dịch, là một loại chất lỏng theo các phương thuốc của Trung, thêm chất điều chỉnh và phụ gia khác, trụ hoa bỉ ngạn là một loại khẩu phục dịch. Vị khách kia người tới sớm hơn luật sư An một bước kia bỗng nhiên xoay người lại hỏi. Thuốc nước bổ sung vitamin, bổ sung canxi sắt và kẽm ồ dường như người đàn ông trung niên rất tò mò đối với chuyện này tiếp tục hỏi nhãn hiệu gì vậy tam lộc tam lộc đúng nhãn hiệu lâu đời này tốt lắm tôi được uống từ nhỏ tới lớn đấy phải không vậy hẳn là cơ thể anh vẫn luôn rất tốt đúng vậy vẫn luôn tốt lắm ngoại trừ việc dạo trước mới vừa làm phẫu thuật sỏi thận thôi ồ là có viên đá bên trong cơ thể sao đúng vậy qua vậy thì quá đáng sợ rồi trong thân thể lại còn có thể mọc ra đá cũng không hẳn như vậy nếu có quá nhiều đá có phải là lương tâm cũng sẽ cứng lại hay không này cũng không thể chắn chắn như vậy được luật sư an cho là đối phương đang ngồi chém gió với mình cố ý phối hợp mình dù sao bây giờ có ai không biết tam lộc rốt cuộc là thứ gì chứ luôn cảm thấy người này nói chuyện rất thú vị nói không chừng còn là một người tấu nói nữa ngược lại cũng không có vấn đề gì luật sư an đưa cho đối phương một điếu thuốc đối phương nhận lấy luật sư an dứt khoát đứng dậy cầm chai bia lên đặt lên trên bàn của đối phương ngồi xuống bên cạnh đối phương chào hỏi này ông chủ đồ ăn ở đây luật sư an châm lửa cho mình trước đối phương cũng ngậm thuốc lá vào trong miệng luật sư an tiến tới châm lửa giúp đối phương hô hô luật sư an thấy đối phương lại trực tiếp nuốt khói vào mà không phun ra nuốt xuống rồi tôi đẹp người anh em này anh hút thuốc lá như vậy cũng thật mạnh mẽ quá rồi ha ha đối phương nở nụ cười cười nói bình thường không hút thuốc lá vậy cũng đừng học học cái này không tốt đâu đồ chơi này về phương diện tác hại thì thật ra cũng không độc lắm nhưng nói thật cai thuốc không dễ như bỏ cờ bạc đâu bởi vì dù sao thì nó cũng không đắt có hút nữa cũng không chết được tôi nhớ có một giai đoạn nha phiến rất nhiều bây giờ nào còn có nha phiến nữa chứ lỗi thời rồi à chẳng qua là dạo trước ngược lại thì tôi thật sự lấy được một cái tẩu để hút thuốc phiện rất to đấy chật chật vẫn luôn quên đi mua thuốc lá để thử một chút cái tẩu thuốc lớn chính là thứ lần trước hứa thanh lãng dựa theo sự sắp xếp của châu trạch mà dời về từ trong cửa hàng do hai con hầu tử nhỏ kia mở, bị luật sư An phát hiện. Đến, cùng uống một ly nào. Hai người đồng thời cùng ly. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Thoải mái, sung sướng, vẫn cảm thấy đồ ăn ở Đông Bắc là ăn ngon nhất, phù hợp với khẩu vị của tôi nhất. Đối phương cũng cười, nhưng cười rất kín đáo trùng hợp lúc này bật lửa của luật sư an rơi xuống đất luật sư an xoay người lại nhặt lên phát hiện ở bên cạnh chân của đối phương có hai thùng pin dùng màng nhựa đóng gói đang đặt ở đó các loại số hiệu hình thức lớn nhỏ gì đều có cả người anh em à anh mua nhiều pin như vậy để làm gì vậy làm kinh doanh trên phương diện này sao không phải vậy trong nhà không có điện nên mua nhiều một chút há vậy hoàn cảnh ở nhà anh quá kém rồi nơi này nhà cửa cũng không đắt không phải là còn có căn nhà tái định cư bán mấy trăm một căn sao, anh mua một căn nhà ở đây đi, ít nhất không mất điện không cắt nước, đưa người trong nhà của anh đến ở đây luôn. Người nhà tương đối nhiều, không tiện lắm, công việc của tôi cũng gấp rút, không có thời gian ở nơi này. F, chuyện này cũng không còn cách nào khác, mỗi nhà có nỗi khó xử riêng nha, nói đến công việc, lúc trước tôi cũng đã từng có một công việc. Ồ. Công việc gì? Cũng coi là công chức đi nhưng anh biết đấy mấy lãnh đạo bên trên đặc biệt ngu đến bất ngờ mỗi kẻ đều giống như kẻ ngốc cả sau đó lão tử thực sự đã làm đến mức nhàm chán lúc này mới từ chức xuống biển làm một mình đấy lăn lộn với đám ngu xuẩn kia không có tiền đồ chết thế nào cũng không biết được đâu ồ ồ cái gì chứ cạn ly uống rượu uống được chừng mấy chai bia trò chuyện cũng được một lúc rồi những thời gian dài hơn thật ra thì vẫn là luật sư an phụ trách lắng nghe người đàn ông trung niên có chút ngờ nghệch đang ngồi đối diện này nói chuyện thì đúng hơn sau lần nữa uống một hơi cạn sạch luật sư an đưa tay vỗ vỗ bả vai của người đàn ông trung niên hỏi đúng rồi tôi vẫn còn chưa hỏi tên của anh là gì được rồi tôi nói trước đi không đổi tên ngồi không đổi họ tôi họ canh tên là canh thần tôi người đàn ông trung niên do dự một chút nói tôi họ lệ được tiểu lệ tử nào đến uống một ly nữa nào nào người đàn ông trung niên luật sư an biết nhìn người nhìn quần áo của đối phương có vẻ rất sạch sẽ nhưng cảm giác phối đồ rất tệ cũng không phải là quần áo quý giá gì hơn nữa trong lúc ngồi nướng than ở đây nếu không phải là do luật sư an thêm vào có vẻ cũng chỉ có mấy chai bia như vậy lại nghĩ một hồi anh ta nói trong nhà mình còn thường xuyên cúp điện gì đó Đoán chừng, hẳn là loại hình điều kiện gia đình không quá lý tưởng đi. Nhưng không biết là có chuyện gì đang diễn ra. Luật sư An lại rất vừa mắt với người này. Phản phất giống như ở trên người của người này có một loại khí chất có thể thu hút anh ta vậy. Đương nhiên, tuyệt đối không phải là cái thể loại hấp dẫn kiểu gây kia. Đối với mọi người trong tiệm sách mà nói, muốn gây mà nói, sao lại không đi tìm lão hứa, tìm mấy thứ khô héo ở bên ngoài thì có gì vui chứ? không khỏi bị thu hút không khỏi có cảm tình không khỏi muốn làm anh em với anh ta anh ở nhà làm gì luật sư an cầm lấy một cây xiên thịt vừa ăn vừa hỏi người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút nói lo một đám ngành nuôi trồng đúng không sao nuôi gà hay là nuôi vịt cũng không khác bao nhiêu cái này được nha còn là canh tác hỗn hợp đấy thổ hào nha đến nào cạn thêm ly nữa còn anh thì sao tôi à sau khi đi du học về thì mở một văn phòng luật sư sau đó lại tụ họp cùng bạn bè cùng nhau gây dựng sự nghiệp rất khổ cực sao đúng vậy cực khổ lắm đấy chạy khắp đông nam tây bắc dạo này vẫn luôn chạy đi công tác khắp nơi mệt muốn chết nhưng một câu nói của ông chủ không phải là anh vẫn phải bạc mạng chạy tới sao đầu năm nay mấy ông chủ nha đều là quỷ hút máu bọn họ dựa vào cái gì mà kiếm được tiền chứ không phải là dựa vào việc chèn ép mồ hôi và máu của nhân viên như chúng ta sao từng tiểu lệ tử à người đàn ông trung niên anh kết hôn chưa vẫn còn chưa anh bao nhiêu tuổi rồi người đàn ông trung niên lại bắt đầu suy tư dường như đã rất lâu không trả lời người khác về loại vấn đề bản thân bao nhiêu tuổi rồi thì ra là công tử ngờ nghệch của nhà thổ hào nha luật sư an đưa tay vỗ vỗ bả vai của người đàn ông trung niên một cái nói chuyện này cũng không gấp duyên đến thì yêu thôi chứ sao từng khi nào thì anh về nhà còn sớm luật sư an có chút tiếc nuối mà lắc đầu một cái nói đáng tiếc sáng mai tôi còn có việc nếu không còn có thể ở đây tìm anh đi chơi thêm tầm vài ngày nữa cũng không biết thế nào tiểu lệ tử à Lần đầu tiên anh trai tôi đây nhìn thấy anh đã cảm thấy, anh đó, thật con mẹ nó vừa mắt. Người đàn ông trung niên. Luật sư An nhìn đồng hồ, nói. Ông chủ, trả tiền. Hai người đi trả tiền, một mình luật sư An đi thanh toán. Ngay sau đó, luật sư An ôm chầm lấy bả vai của người đàn ông trung niên một phen. Hai người dán với nhau như hai người anh em tốt. Người đàn ông trung niên rõ ràng cau mày. Hiển nhiên, không phải là anh ta chỉ chưa quen thuộc loại phương thức thân mật giữa người cũng phái như thế này mà là đã sinh ra loại khoảng cách rất xa đối với loại tiếp xúc thân thể trong khoảng cách gần như thế này ngược lại buổi tối tôi cũng không ngủ được như vậy đi anh trai tôi đây dẫn anh đi tìm chút chuyện vui để chơi đùa được không chuyện vui đúng vậy chuyện vui anh chưa từng thử qua thanh lâu người bên chỗ các anh đều văn nhã như vậy sao sao anh muốn làm một nửa hay làm trọn bộ nửa bộ trọn bộ đây chính là tiếng lóng đấy nửa bộ chính là khẩu giao toàn bộ chính là làm hết hiểu rồi chứ ồ cho nên anh chọn đi làm một lão tài xế chuyên nghiệp đương nhiên là luật sư an có bản lĩnh tìm được con mồi ở các nơi trên khắp cả nước đây là bản năng tiềm ẩn đã khắc sâu vào trong huyết mạch của các lão tài xế tôi ngài nói vậy được rồi trước tiên tìm một chỗ náo nhiệt chút, đến lúc đó tự anh chọn đi. Vừa nói. Luật sư An đưa tay chặn một chiếc taxi. Luật sư An vào xe ngồi trước, mở cửa ở chỗ ngồi phía sau xe ra, vẫy vẫy tay với đối phương. Đến đây, mẹ nó chứ, tôi mời khách, anh sợ cái gì chứ? Lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu tiên ăn cơm. Nếu đã không hiểu sao lại vừa mắt đối phương. Vậy thì phải kết giao bạn bè trước đã tạm thời không thể cùng nhau vác súng nhưng ngược lại cùng nhau đi chơi gái gì đó thì không thành vấn đề người đàn ông trung niên vẫn đứng nguyên ở nơi đó không hề động đậy có đi hay không vậy tài xế xe taxi có chút bất mãn mà thúc giục đi chứ sư phụ đợi chờ một chút nhé luật sư an xuống xe hành động trước một bước cướp lấy hai thùng pin mà đối phương vẫn luôn mang theo bên mình ba bước hai bước mà mang lên xe taxi Lúc này người đàn ông trung niên cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng theo một lúc lên xe. Đi đâu đây? Tài xế xe taxi hỏi. KTV Vạn Ly Hối. Được, ha ha. Tài xế xe taxi phát ra một tiếng cười kiểu đàn ông đều hiểu, chạy xe đi. Hơn 20 phút sau, xe ngừng lại ở cửa của KTV được trang hoàng rất cao cấp. Vừa mới xuống xe, thì có hai tiểu ca trẻ tuổi mặc đồng phục đi tới thiết chào hỏi. Anh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Luật sư An nâng tay đưa hai thùng pin mà mình xách theo cho một tiểu ca ở bên cạnh. Tiểu ca mỉm cười đưa tay nhận lấy đi. A, à, thật nặng. Không có hẹn trước. Xin lỗi, ở nơi này của chúng tôi không hẹn trước là không. Nạp bao nhiêu có thể có thẻ vàng. Ánh mắt của hai tiểu ca mặc đồng phục sáng lên, trong nháy mắt trở nên càng thêm nhiệt tình hơn so với trước kia đối với những nơi như thế này luật sư an đều đã quen cửa quen nẻo hết rồi giống như đi về nhà vậy phải biết khi còn sống luật sư an cũng là con nhà giàu vào thời kỳ dân quốc ở quảng châu tuy nói sau đó gia cảnh sa sút nhưng lúc đó mấy thứ như ăn uống chơi gái đánh bạc có thứ nào mà không rành rẽ chứ có lúc luật sư an cũng cảm giác bản thân thật sự là một người không dứt được quá khứ suy cho cùng cho dù ai đó muốn duy trì được sở thích hứng thú đến lâu như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không phải là một người cực kỳ có nghị lực thì không thể làm được. Người đàn ông trung niên vẫn luôn bày ra dáng vẻ có chút thiếu hiểu biết. Bị luật sư An một đường kéo vào trong. Chờ sau khi ngồi vào trong gian phòng riêng. Một hàng khoảng chừng 20 cô gái cao thấp mập ốm đủ cả mặt váy dài màu đen đi vào, bắt đầu tuyển tú. Hoan nghênh đến chơi ở vạn ly hối, rất vinh hạnh có thể được phục vụ ngài. Lông mày của luật sư An cũng dương lên rồi. Hạt Cương không được tính là thành thị lớn, dân số và quy mô của nó đều nhỏ hơn thông thành rất nhiều rất nhiều. Nhưng có một chuyện phải nói, tài nghệ của mấy cô em nơi này cũng thật khá. Đến, một người chọn hai đi. Luật sư An đưa tay chọt chọt cánh tay của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khẽ cau mày. Trong gian phòng phát ra bài ca suy đồi. A, à, anh ơi, anh ơi em muốn. Cũng không biết đây là bài ca gì nữa. Cộng thêm sự huyên náo và đám anh oanh yến yến ở nơi này, khiến cho anh ta theo bản năng khó mà thích ứng được. Sẽ không chọn đi. Số 9 và số 8, đến đây, ngồi lại đây. Người đàn ông trung niên. Luật sư An cũng chọn hai người. Tiếp theo thì bắt đầu ca hát. Luật sư An hỏi một công chúa ở bên cạnh. Nơi này của các người có hút chân không không? Không có, xin lỗi. Được rồi, không có chuyện gì đến, uống rượu, chơi xuất sắc. Thỉnh thoảng luật sư An hát vài bài, ngược lại có một em gái hát không tệ, vẫn để cho cô ta hát để duy trì bầu không khí. Sau khi chơi đùa được một lúc, nhìn thấy người anh em này vẫn luôn không quá cởi mở. Lộ ra dáng vẻ rất gò bó. Luật sư An lại đưa tay ra hiệu với số 8 ở bên cạnh, móc ra ra 2.000 từ trong túi tiền đưa cho cô ta, chỉ chỉ người anh em ngờ nghệt đang ngồi ở bên kia uống rượu ở bên kia, đến cả trò xuất sắc mà anh ta cũng không chơi. Sau đó lại chỉ chỉ phòng vệ sinh. Nói. Xong chuyện sẽ được 2 ngàn. Cảm ơn anh. Số 8 lập tức kéo cánh tay của người đàn ông trung niên đứng dậy. Người đàn ông trung niên có chút không giải thích được. Cứ như vậy bị kéo đến gần phòng vệ sinh. Khóe miệng luật sư An lộ ra một nụ cười. Anh à, uống rượu. Luật sư An chạm ly với đối phương một chút, nâng ly uống anh, các anh mua nhiều nhiều pin như vậy để làm gì vậy? Hai cái thùng đựng đủ loại hình pin cũng đã được mang vào trong gian phòng riêng, đặt ở nơi đó quả thật nhìn rất bắt mắt. À, thích chơi đồ đạo cụ thôi, đồ chơi đủ loại hình thức, kích thước và công suất khác nhau, người bạn kia của tôi là người thích sưu tầm, chơi nhiều lắm, thường đến Nhật Bản quét hàng. Cô có hứng thú thử một chút không? Anh à, anh thật xấu quá đi. Trong nhà vệ sinh có một cái bồn rửa mặt lớn số tám nhanh chóng lấy ra một cái ba con sói đồng thời nói anh trai à phải mang nhé vừa nói sau đó xoay người chuẩn bị cởi quần vào giờ khắc này có một người gần như đang muốn sáng tạo nên lịch sử đó chính là vị em gái người bình thường ở trước mắt này nếu như mượn dùng cảm giác của đoạn kết phim titanic để diễn tả lúc cô ta lớn tuổi lúc ngồi ở bên mép giường kể lại chuyện xưa với cháu ngoại của mình có thể nói bà ngoại của con ấy năm đó cách lúc cởi được quần của diêm vương gia chỉ thiếu chút nữa mà thôi đồng thời có một người đã sáng lập lịch sử hẳn là trước đó chưa từng có ai đi đoán chừng sau này cũng không có ai như vậy rồi anh ta lại mang theo diêm vương gia đi chơi gái thật ra thì chuyện này cũng không thể trách luật sư an được anh ta có tiền lại không hiểu sao mà nhìn vừa mắt người anh em ngờ nghệch ngây thơ kia kéo anh ta đi chơi vui một trận nha cơ bản cũng không tính là gì cũng không thể trách luật sư an không đủ cảnh giác dù sao có người có suy nghĩ viễn vông hơn đi nữa cũng không thể tin được bản thân đi ra ngoài mà ăn thịt nướng lại có thể đụng phải quan chức cao cấp hơn nữa vị quan chức cao cấp này lại còn xách theo hai thùng pin đủ loại hình thức Tiểu Lệ Tử khẽ lắc đầu. Số 8 chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Té xuống đất đã ngủ mê man. Cũng ngủ mê man. Còn có đám người công chúa còn lại cùng với Luật sư An đang ở trong phòng bao. Dưới sự thao túng của loại nhân vật cấp độ này, Luật sư An người lấy tinh thần lực làm sở trường, căn bản cũng không có chút khả năng giải dụa chống cự nào cả. Tiểu Lệ Tử đưa mặt mình tới sát tấm gương ở trong phòng vệ sinh cẩn thận nhìn bản thân nhìn một chút khóe miệng của anh ta lại lộ ra một nụ cười có lẽ ngay cả chính bản thân anh ta cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười trong một phòng bao lớn như vậy tất cả mọi người đều ngủ thiếp đi sau khi tất cả các bài hát được chọn đều đã qua bắt đầu tự động phát ra bài hát mới cũng chính là ca khúc mở đầu bắt buộc ở ktv do cục cảnh sát chỉ định la 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 từ chối mại dâm từ chối mai thúy cự tuyệt mại dâm cờ bạc và mai thúy la 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 từ chối mại dâm từ chối mai thúy cự tuyệt mại dâm cờ bạc và mai thúy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha